Nam Phong xin thân ái gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, Nam Phong xin mời quý vị cùng nghe truyện ngắn kế tiếp của nhà văn Sơn Nam, truyện ngắn mang tựa đề Đồng Thanh Tương Ứng. Xin mời quý vị bắt đầu theo dõi. Xóm Tà Lốc nằm trơ vơ gần khu rừng tràm, trên bãi đất hoang dài gần 50 cây số ngàn. Giữa Chợ Rạch Giá và Hà Tiên dọc theo vịnh Simla. Thời Pháp thuộc, dân chúng xóm ấy sống biệt lập, bắt cá, đốn củi, đủ ăn ngày nào hay ngày đó. Nếu cần mua sắm vài vật dụng cần thiết, họ ngồi tại nhà mà chờ một chú quê kiều. Chú ta gãy gánh giống, bán nào kim chỉ, lưỡi búa, đường thẻ, thuốc rê vân vân, đặc biệt nhất là loại kéo tàu. Rèn tại Chợ Rạch Giá, ai không tin thì cứ mua thử một cái kéo đó để dành trong rổ mai. Kéo sống dai hơn kiếp người, và từ thuở cô gái mới về nhà chồng cho đến khi có con có cháu, chết vô hòm mà kéo vẫn chưa lục nếu cây kéo đó không bị đánh mất. Cách vài ngày, chú Huy Kiều đi qua xóm một lần. Tuy chú ta bán hàng với giá đập đổ, dân trong xóm Tà Lốc chẳng ai than phiền gì cả. Thuở ấy đường giao thông dường như không có, chú ta đi bộ suốt 20 cây số qua vùng đất phèn đầy muỗi mòng rắn rít và đầy kẻ lương thiện. Những kẻ lương thiện nhưng nổi máu bất lương từng chập. Lắm khi chú Huy Kiều bị đánh, bị gãy gánh giữa đường, hàng hóa và tài sản bị tịch thâu, thân xác chú còn chịu thêm những trận đòn như tử. Kêu trời thì không thấu, kêu làng lính thì đâu biết ở tận đâu đâu. Thà là chịu nhịn nhục để ngày mai tiếp tục hành nghề. Dân trong xóm lần hồi thương mến chú Huy Kiều. Khi đi qua xóm, chú ta rao hàng nghe lơ lớ, não nuột: "Ê, kéo tàu à!" Trẻ con bu lại cười giỡn. Chú Huy Kiều sẵn sàng cho mỗi đứa một cục kẹo nhỏ, rồi rảo bước để lại giọng rao: "Kéo tàu à!" Nhưng ánh sáng văn minh lần lượt soi rọi trên hè xóm Tà Lốc. Vào những năm kinh tế khủng hoảng, chính phủ thuộc địa đã cố gắng biểu dương uy thế bằng cách cho sáng mút đào con kinh thẳng tắp dọc theo duyên hải vịnh Simla, nối liền với Chợ Rạch Giá lên chợ Hà Tiên phía bắc. Lần hồi khi đào xong xuôi, lệnh của quan chánh tham biện chủ tỉnh truyền ra, quan chủ quận liền chạy về làng, làng chạy trác xuống ấp Tà Lốc, đại ý tờ trác như sau: "Trác cho hương ấp Tà Lốc tuân cứ, tới ngày tháng năm sắp tới, nhà nước sẽ làm lễ ăn khánh thành con kinh quản hạt Rạch Giá Hà Tiên. Quan toàn quyền Đông Pháp đích thân đi trên tàu theo con kinh này. Lần đầu tiên con dân ấp Tà Lốc được đón rước trọng thể quan toàn quyền Pháp Đại Thần. Vậy đúng hừng đông sáng ngày nói trên, dân đinh trong ấp phải tề tụ ngay bờ kinh sáng tại chợ, gần chỗ bàn hương án của hương chức hội tề đặt ra. Hương ấp phải truyền rao cho dân chúng trong xóm được rõ, rồi phúc bẩm cho làng biết, nếu bất tuân sẽ bị khiển trách." Nhận được trác nọ, hương ấp thum đi tới đi lui thăm viếng từng nhà để vừa uống rượu vừa làm công tác. Chú ta mở đầu câu chuyện: "À, mẹ ơi, ngày mốt mình nên đón rước quan toàn quyền đại thần á, bà con thấy làm sao đây?" "Mẹ ơi, tụi tôi quần áo lem luốc, tài lắm chân bùn, giả lại còn cái tội chưa đóng thế thân nữa, rủi bề gì thì làm sao?" "Thì hỏi thử cho biết vậy thôi, chứ một mình tôi đó, tôi thay mặt tất cả bà con đủ rồi. Nói chí tình á, nếu mà bà con kéo nhau ra bờ kinh sáng, đứng khoanh tay gần bàn hương án để đón rước á, thì chắc cũng bị đuổi bà con trở về xóm thôi, trước khi quan đại thần tới." Nhưng dường như bà con trong xóm Tà Lốc hơi buồn phiền điều gì đó mơ hồ hơn. "Mà nói thiệt ra tụi tôi cũng chưa được thấy mặt Tây U với lại tàu bè tối tân của nước Pháp. Ai cũng muốn đi cho vui, ngặt còn cái món nợ quần áo với lại thế thân. Mà chẳng hay là quan toàn quyền đại thần có ghé lại xóm mình để uống nước trà lấy thảo hay không?" "Ổng ghé lại làm cái gì?" "Bộ thầy rảnh lắm sao,
Mục đích của ổng là tới chợ Hà Tiên cho mau. Nếu mà mỗi sớm mỗi ghé thì chừng nào mới tới nơi tới chốn. Thế là đêm đó xong xuôi, ai đấy về nhà, dân chúng nói thêm một câu thồng: thầy Hương Ấp cứ vui đi, tụi tôi sẽ leo lên trên nóc nhà hoặc là trèo lên ngọn cây để coi tàu của Tây chơi cho biết mà. Hương Ấp Thum quầy quả quay trở lại và nói: Ý, cái này tôi không có dám bảo đảm mà nhen. Đứng thập thò thập thục như vậy ở dưới tàu đó, người ta có ống dòm, họ thấy được xa lắm á. Trời ơi, thầy đừng có lo, từ đây ra tới Kinh Sáng xa non hơn 20 công đất. Giả lại tụi tôi núp sát mái nhà hay là đeo dính trên ngọn cây ở dưới tàu đó, người ta có dòm lên á thì người ta cũng cho rằng tụi tôi là rùa bò trên mồ mã hay là con dơi con quạ đeo trên nhánh cây thôi. Đến nhà Việt làng Sóc Sơn, Hương Ấp Thum nhờ chú Biện thảo tờ phúc bẩm. Đại ý Hương Ấp cho rằng dân xóm Tà Lốc bận việc đốn cây, mò cua vân vân, hương chức làng chẳng mãi mai phiền hà điều này. Trong thâm tâm, họ chẳng bao giờ muốn cho dân xóm Tà Lốc đi nghinh đón quan trên. Đó là hạng người chả có kỷ luật gì ráo rội. Dân chúng trong xóm chợ gần công sở cũng khá đông người rồi. Thêm vào đó mỗi tiệm phố sẽ treo cờ tam sắc. Ai cần gì mời cái số người ở xóm Tà Lốc. Không có mợ thì chợ cũng đông. Trời vừa rực sáng. Mới vừa hừng đông thì dân chúng trong xóm Tà Lốc đã kêu réo nhau in ỏi: Ôi, thức dậy anh em ơi, tàu chưa tới mà. Nhưng mà thôi được, thức thì thức. Tụi mình là phó thường dân xứ Nam Kỳ, lâu lâu được chào mừng quan trên, chắc là còn lâu lắm. Chừng này mặt trời mới ló dạng, chắc là quan toàn quyền đại thần ổng đang ăn uống tại chợ Rạch Giá, chắc cỡ 4 giờ mới tới à nghe. Một ông lão khôi hài nói: Thiệt là dị hợm, Kinh Sáng đào rồi thì là rồi, còn bài đặt ăn khánh thành giống như vua mà làm lễ hạ điền, làm như không có ông toàn quyền đi thử thì nước không chảy. Mèn ơi, đằng phía chợ vui quá hen. Đây nè, nóc nhà của tôi mới lợp cột kèo bằng cây danh mộc lậu thế, ai muốn dưỡng già thì trèo qua nóc nhà tôi cho vui nha. Bậy nè, lớn đầu mà còn dài, ngồi ở trên nóc nhà hút thuốc nguy hiểm lắm. Tại sao mình không ngồi trên chảng ba của cây sồi, cao hơn nóc nhà nữa? Chờ lâu quá, nhiều người dân đâm ra nản chí, họ tuột xuống đất, vô nhà uống nước cho thấm giọng, rồi lại trèo lên. Đám trẻ càng xông xáo hơn, chúng nó ở chuồng lén ra ruộng cởi trâu, đánh thẳng tay cho trâu sải tới sải lui, rồi mòn mỏi chúng nó nằm ngửa phơi nắng trên lưng trâu để chờ đợi sáng kinh sát trở về sớm. Chuyện gì đến phải đến. Vào khoảng 8:30 sáng, đoàn tàu ăn lễ từ từ tiến tới. Dân xóm Tà Lốc hò reo chỉ chỏ, họ hối tiếc vì đã ngồi nhà. Tàu quá nhiều, chạy văng hàng dài theo treo bông treo tụi đủ màu sắc. Đếm kỹ thì thấy hơn 10 cái ống khói đen ngòm, tức là 10 chiếc tàu. Pháo đại, pháo tre, pháo trống nổ vang rền tại chợ, nổ suốt 5-10 phút mà chưa dứt. Sau một hồi lẹt đẹt thì pháo lại rộ lên như con thú sắp đứt hơi, cố gắng rống lên những tiếng cuối cùng vừa to vừa dài. Một người nghĩ ra sáng kiến: Nè, được rồi, cái này được ạ. Mấy đứa chăn trâu tụi bay ơi, tụi bay thử cởi trâu mà cởi cho lẹ nghe, ra coi họ làm gì ngoài vậy. Ngán lắm, họ bắt tụi tôi không? Tụi bay là cái móc xì gì mà bắt? Thứ con nít ở chuồng mà tưởng mình như người lớn. Mấy ông Tây ưa bận quần áo trắng, đội nón trắng. Tụi mình sợ trâu nó ghét màu trắng, nhè nó chém ông chánh sói thì nguy ạ. Núi tầm phào hoài, làm như tụi bay quan trọng lắm. Chưa ra tới đó là thiên hạ đuổi tụi bay gì về rồi. Cứ ở gần lấp ló coi lén vậy thôi. Hơn nữa đó, chưa chắc ông toàn quyền chánh sói chịu lên bờ uống rượu đế với ông đại hương cả đâu. Tàu chạy qua rồi chạy luôn, không lẽ tàu chạy ngã khác. Thế là bọn trẻ một đồng được yên tâm và chạy đi. Mấy người lớn nhìn theo căn dặn: Nhớ về cho gấp nghe tụi bay, nói đầu đuôi cuộc lễ cho mấy thằng già này nghe chơi coi. Hơn 5-7 con trâu xóm Tà Lốc sải nhanh ra công sở,
mang trên lưng những sứ giả bé bỏng. Đột nhiên tiếng súp lê nổi lên inh ỏi, tu tu, tu tu. Dân xóm Tà Lốc khoái chí vỗ tay, đó đó, đó là quan toàn quyền chánh sói, chào mừng bà con xóm Tà Lốc đó, hay quá. Trời ơi, hối lên từng cuộn đen thui, coi mê quá ha. Tiếng tu tu cứ vọng rền rên, một anh chàng có vẻ thông thạo nói, đây là luật quốc tế mà, họ chào mình theo luật quốc tế là họ cứ bấm súp lê hoài. Chiếc tàu dẫn đầu ngừng lại, mấy chiếc sau cũng ngừng, dường như chẳng dám qua mặt. Đúng rồi, tàu của quan toàn quyền chánh sói, ổng sẽ ghé lại chợ. Một ông lão thở dài, mấy cha non ơi, quan chánh sói chào mấy ông hương chức hội tề chứ chào mình hồi nào đâu. Đừng có hí hởn mà buông tay, té gãy giò nha mấy cha, sao mà con nít quá vậy. Nhưng bọn người háo thắng vẫn bàn bạc, họ nghĩ mơ màng đến mấy ông hương chức hội tề, nào là ông Cả Bon, ông Chủ Xìa, ông Xã Mực, ông Thầy Giáo Kiết, ông Ban Trưởng Quê Kiều, ông Ban Sinh, tất cả đang cúi đầu, lưng hơi khom, hộc tay đưa ra để đón bàn tay ông Tây, còn tay kia thì sờ lên ngực, ngay quả tim già, như để tỏ tình pháp việc đề huề. Vài phút sau, tàu súp lê vang dội như để tạm biệt, từng chiếc một từ từ di chuyển, mặt kinh sáng lấp lánh. Mỗi chiếc tàu là một ống khói đen, phun làn khói mỗi lúc một mỏng miệng, khói vương vít bay chập chờn trên nền mây trắng, che khuất từng chập vài bóng diều quạ bay ngang. Bỗng nhiên một người quát to, thấy mẹ rồi, sao còn một chiếc ở lại vậy cả, nó neo luôn tại chợ kìa, hay là mấy ổng dòm thấy tụi mình trong này làm điều vô lễ vô lý quá. Ủa mà cái gì kìa. Từ phía chợ, bầy trâu phóng nước sải trở về xóm Tà Lốc, ai nấy phập phồng chờ đợi, tin mừng hay là tin buồn đây. Chẳng lẽ quan toàn quyền nghe ngóng được tiếng nói xa xôi của bọn người vô danh núp trên nóc nhà, trên ngọn cây như rùa quạ? Lạ thiệt, trên con trâu dẫn đầu có tới hai người, một thằng bé và một người lớn. Kìa, trâu đã tới, người lớn ấy ngồi vênh váo, như quen như lạ, chưa ai nhìn được hắn là ai. Ô thôi phải rồi, đây là Hương Ấp Thum, thầy ta trở về sớm để làm gì mà hấp tấp như vậy, giống như mấy ông tướng Tây cởi ngựa phi báo để cấp báo việc khẩn cấp. Mồ hôi tuôn ra nhễ nhại đầy mặt của Hương Ấp Thum, ông ta vừa nhảy xuống lưng trâu đã la lớn, đánh mỏ lên cho dân chúng tụ tập coi, chuyện sanh tử lắm mà nhen, đợi cho đủ mặt tôi mới nói, đâu phải là chuyện giỡn, tài sản của nhà nước mà. Ai nấy đều ngơ ngác tụt xuống đất, ngồi chồm hổm xếp hàng hai bên để chờ lệnh. Gương mặt của Hương Ấp Thum trông vừa đáng ghét vừa tội nghiệp. Bỗng dưng thầy ta lên giọng đàn anh và có người hỏi, có gì vậy ông? Hương Ấp Thum im lặng thở hổn hển. Một ông kỳ lão với vọng đàn anh kẻ cả hỏi, có chuyện gì vậy mày Thum? Dạ, dân xóm Tà Lốc chưa có làm phận sự. Phận sự gì? Hay là ông chánh sói giận tụi tao? Chỉ là tụi tao vô lễ ngồi ở trên ngọn cây. Dạ, dân xóm Tà Lốc phải ra sức kéo tàu. Tàu gì mà kéo mày? Để tôi nói hết cho mà nghe. Số là đoàn tàu của quan toàn quyền đại thần bị trục trặc, một chiếc bị tắt máy dọc đường, nhờ chiếc khác quăng đổi dòng tới đây rồi bỏ lại. Chẳng lẽ họ dòng chiếc tàu bệnh hoạn đó lên tới Hà Tiên thì mất thể diện cho máy móc của quan lớn quá, thiên hạ sẽ dòm ngó chê bai. Bởi vậy cái chiếc tàu bị bệnh đó bây giờ nằm ở chợ, thầy Hương Quản giao cho tôi nhiệm vụ kéo chiếc tàu đó. Ủa mà tại sao là dân xóm Tà Lốc phải làm? Dân xóm chợ họ đã góp tiền đốt pháo, rồi họ đóng thuế đầy đủ rồi. Mấy chục năm nay dân ở xóm Tà Lốc chưa có làm gì ích lợi cho nhà nước hết á. Vậy thì kéo lên bờ hay là kéo đi đâu? Rồi chiếc tàu đó bao lớn? Dạ, kéo về chợ Rạch Giá. Bà con nghĩ giùm đi, sức một mình tôi làm sao mà kéo nổi chiếc tàu sắt về chợ Rạch Giá, xa hơn 15 cây số à. Bậy nè, ai hơi đâu mà làm cái chuyện bá láp đó. Tại sao mình không kéo chiếc tàu đó vô bờ, rồi mời mấy ông bắt giật tới sửa máy, hay là chuyến về mấy ông dòng tàu về? Dạ nghe đâu quan toàn quyền đại thần đi tuốt lên Nam Giang rồi về theo nẻo khác,
Bà con nghĩ lại giùm đi. Ai nấy suy nghĩ, kéo thì cứ kéo, ngại gì. Nhưng còn cái tội trốn thuế thân từ nhiều năm nay, nhiều tay tiều đốn củi quá lâu, nhiều anh chàng thanh niên một vợ ba con chưa được hân hạnh ghi tên vô sổ bộ của nhà làng. Họ nói nỗi lo âu cho Hương Ấp Thum nghe. Anh ta mỉm cười và nói: Mèn ơi, dễ quá, thôi được rồi, để tôi bảo lãnh dùm cái vụ này cho. Thế là bọn trai tráng sắp hàng ra bờ kinh sáng để kéo tàu. Trước là xem tàu của quan trên cho biết nó nặng nề đến mức nào, sau là để làm phận sự con dân thuộc địa. Chiếc tàu quá nặng, mấy sợi dây đổi sắt cũng không nhẹ, nước chảy ngược, gió lại cũng chổi ngược. Hơn 50 người nai lưng, hố bụi, đưa chiếc tàu bị liệt mái về chợ Rạch Giá, mệt và đói quá chừng. Kéo tàu sắt khác hẳn với chèo ghe, làm sao mà thảnh thơi mà ca giọng cổ. Đến canh 1, canh 2 đêm đó, chiếc tàu mới xê dịch được 2/3 lộ trình. Cũng may là Hương chức hội tề đã chú ý ban cho dân ấp Tà Lốc 5 đồng bạc để mua bánh tét, bánh lá dừa ăn tạm no. Nhưng làm sao tìm được nước để uống? Nước dưới kinh sáng mặn đắng, chua quá chừng. Hễ ghé vô là chủ nhà hoảng sợ, 50 người là uống hết mấy lu nước. Nhất là chuyến đi bộ trở về, dưới ánh trăng thanh họ ca hát lai rai. Ai đủ sức thì cứ đi nhanh về nhà cho vợ con mừng, ai yếu đuối thì ngủ bờ, ngủ bụi. Vài người mang bệnh cảm mạo, bắt gió vần công. Khổ thai, 15 cây số bận về là cả một điều khổ nhục. Mũi cắn quá chừng, hồi ra đi họ quên mang theo cái nốt. Rốt cuộc chẳng ai ngủ mê hay chết dọc đường cả. Suốt đêm họ đi lang thang nhắm hướng Tà Lốc, chốn quê hương đẹp hơn cả. Đúng vậy, vài người chửi rủa Hương Ấp Thum cho rằng thầy ta muốn lập công đầu với nhà nước Pháp. Khi tàu tới chợ Rạch Giá, Hương Ấp Thum trốn mất, vô quán ăn hủ tiếu một mình. Và lúc kéo tàu, thầy ta ngồi trên tàu hò hét, ngồi bên cạnh coi người lái, thiệt là khỏe chứ đâu có mệt mỏi gì. Đêm ấy, mình mẩy ai nấy rêm nhất, dân kéo tàu đánh một giấc ngon lành lên trên giường của vợ con. Nhưng bình minh vừa ló dạng thì từ cuối đầu xóm vang lên tiếng mơ hồ: Kéo tàu à! Ai nấy nhảy nhõm, mở cửa sau mà chạy sau khi trăn trối lại với vợ con: Mèn ơi, mới kéo một chuyến mà mệt, thấy bà thấy ông giải đây, kéo thêm chuyến nữa là chắc đi luôn quá. Má bày trẻ nhớ nói là tôi đi đống củi rồi nghe. Tổ cha cái thằng Hương Ấp Thum! Tiếng gọi mơ hồ cứ lan xa rõ rệt trong sương sớm: Kéo tàu à! Ngồi sau khe cửa, các bà hiền phụ nín thở quan sát chờ bóng dáng của Hương Ấp Thum. Tại sao không nghe hắn đánh mỏ? Nhưng hỡi ơi, các bà cười vang lên. Tiếng kéo tàu nọ xuất phát từ cổ họng của anh quê kiều quen thuộc bán kéo tàu, kim chỉ và tặng kẹo ngọt cho trẻ con. Hắn ngơ ngác thấy các thân chủ đều đóng cửa ngủ trưa. Tại sao các thân chủ tẩy chay đột ngột như vậy? Nhất là các thân chủ ấy còn thiếu chịu của hắn một số tiền ngày càng to lớn. Hắn bực dọc khi nghe tiếng cười, tiếng chửi thề. Nhưng hắn vẫn trung thành với nghề tổ. Hắn cứ rao to, rao cho hả giận, để đánh thức lương tâm dân chúng trong xóm Tà Lốc: Kéo tàu à! Thưa quý vị vừa theo dõi truyện ngắn kế tiếp của nhà văn Sơn Nam, truyện ngắn mang tựa đề Đồng Thanh Tương Ứng qua phần diễn đọc của Nam Phong. Chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.